Rồi hello anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ app4shop.com. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn cái bộ update, cái bộ nâng cấp mới nhất của bộ Pro Preset plan màu của mình. Rồi thì ở trong cái bộ này, như các bạn đã biết thì lần trước thì ngay cái bản đầu tiên mà ở cái tutorial trước đây á, cái video giới thiệu trước đây thì mình có giới thiệu về cái bộ Pro Preset này của mình. Lúc đó thì nó đâu chừng khoảng 65 preset. Thì sau hai lần nâng cấp, hiện tại lên tới 74 preset rồi. Và những cái bộ preset mới nhất gần đây trong tháng 8 ở thời điểm này thì mình đang nâng cấp thêm 4 cái nữa. Đó là số từ 71 tới 74. Và đây toàn toàn là những cái bộ màu mà mới nhất, mà nó giống như kiểu đang là hot trend hiện tại á. Ví dụ số 71 light green, cái này thì phải có cái hình nó chụp kiểu tĩnh vật á, thì mình có nói tới đó là light green. Cái thứ hai nữa là bright, mình không biết đặt tên những gì, nhưng mà đại khái nó là cái màu nó hơi ấm và nó rất là sáng á, sáng theo dựa, cái này là dựa theo cái yêu cầu của rất là nhiều bạn đã mua cái bộ preset của mình, là Phúc ơi, những cái preset trước đây nó đang thiên hướng về cái phần màu nhiều quá, tức là hiệu ứng màu nhiều quá thì ok. Và nó chưa có thực sự sáng thì ok, đây mình có một cái màu cực kỳ sáng rồi đó. Và tương tự tiếp theo nữa là một số cái màu đó, màu hơi trầm một chút xíu. Và tiếp theo là light blue ha, màu xanh dương nhưng mà nó sáng đó. Thì đa phần bốn cái màu này đa số là màu sáng hết, và đó là theo cái yêu cầu của các bạn đó. Mình đã tạo ra bốn cái mới này để mà phục vụ cho cái nhu cầu của các bạn. Và tất nhiên rồi, như mình nói ở những cái video mà hướng dẫn ấy, về preset, thì thực tế ở đây mình đang muốn sử dụng, tạo ra những cái preset mà các bạn dùng được cho tất cả các thể loại ảnh, thì nó rất là khó cho cái vấn đề là làm sao để nó click một phát là làm luôn, thì nó hơi khó trong vấn đề đó. Cho nên là ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái tinh chỉnh ha. Ví dụ như là ở trong cái thực tế gọi là tinh chỉnh vậy thôi, chứ ở trong cái bộ preset của mình các bạn chỉnh rất là nhẹ nhàng thôi, các bạn cũng đủ. Chỉ cần để ý cho mình hai thứ thôi. Thứ nhất á, là temperature, thứ hai là exposure, hai cái thôi. Exposure là cái độ sáng này, và temperature là nhiệt độ màu á, white balance á. Ví dụ như là ví dụ như hình này chẳng hạn thế. Các bạn thể để ý là hình này click fast xài luôn thì nó cũng khá là ổn. Đây số 73 đúng không? Click fast chạy luôn này đó. Khá là ổn. Tuy nhiên ở đây các bạn thể thấy là cái sáng nó đang sáng quá, thì ok, các bạn quay lại cái exposure. Đa phần exposure, contrast và temperature mình thường mình để rất là thấp, và các bạn có thể giảm tăng tùy ý. Làm sao cho nó phù hợp với hình của các bạn. Như hình này đang sáng rồi thì đây mình giảm đi chút xíu nữa. Đó thì đây mình giảm khoảng nửa khẩu đó, thì nó sẽ lên được cái chi tiết nhiều hơn, và đặc biệt là cái vùng trắng của áo đại khái thế. Các bạn chụp hình cô dâu chẳng hạn vậy, thì cái vùng trắng của cô dâu á, thì trắng của áo cô dâu thì nó sẽ lên những cái họa tiết chi tiết kiểu như thế, và in ra nó sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo nữa, contrast có thể các bạn sẽ muốn chỉnh lại chút xíu. Ví dụ như là đây, các bạn để ý là ở cái vùng tối ở trong cái phần chân tóc này, nếu các bạn không chỉnh giảm contrast đi thì cái vùng chân tóc nó sẽ rất là tối, rất là tối, nó đen nguyên cục rồi đó. Thì các bạn giảm contrast đi chút xíu là ok. Đó, ok ha. Tiếp theo nữa, ví dụ như là hình số 74, Pro Preset 74. Đây các bạn nếu muốn các bạn thể chỉnh cho nó tông nó ấm hơn chút xíu nè. Đó, nó ấm hơn rất là ok đúng không? Mình sẽ chuyển sang một số cái stop khác chẳng hạn vậy. Tạo phương la đâu, có nãy mình vừa thấy stop thảo phương đúng không? Để mình tìm thử. Đây thảo phương, la thảo phương đấy. Cái stop này để làm light green được nè. Light green của các bạn đây, ok, mình reset tất cả lại và mình chọn màu 70 đó, thì chúng ta sẽ có cái màu kia. Thì đơn giản bây giờ chúng ta chỉ cần tăng sáng lên chút xíu thôi, các bạn sẽ có cái đẹp, cái kết quả kiểu như này rất là ok đúng không? Đó, tiếp theo ví dụ như là một số cái khác nữa, ví dụ là số cũng số 71 đi, light green đó, màu sáng rất là ok, các bạn thể tăng chỉnh contrast lên. Stop này của bạn la thảo phương rất là ok đúng không? Đó, chúng ta chỉ cần chỉnh nhẹ cái temperature, cái nhiệt độ màu và cái exposure là ok rồi. Đây các bạn có thể coi là đó, đây là before, đây là after, before after đó, khá là ok đúng không? Mình sẽ thử một số cái reset khác nữa coi sao.
Light blue thì ở đây có vẻ không hợp lắm. Light blue thì có thể là mình phải giảm exposure đi chút xíu. Tuy nhiên là nó không hợp với lại cái hồn của cái hình này. Nó đang là cái hình này là nó phải sáng, nó phải sáng như hình này đó, nó đang sáng quá này thì mình sẽ giảm đi chút xíu, thì các bạn sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Đó, rất là ok đúng không? Rất là phù hợp và dễ dùng nữa. Chỉ đơn giản chỉnh bốn cái trên này thôi, thực tế là một vài cái ở trên này thôi, tùy theo nhu cầu của bạn như nào. Thì đó là cái một số cái update, bốn cái preset mới nhất của mình, dùng cho cả Lightroom, dùng cho cả Camera Raw. Đó, và tất nhiên rồi, cả Raw, cả JPEG mình cũng thể dùng được thoải mái. Tất nhiên là JPEG thì chúng ta không có thoải mái hơn, nhưng mà vẫn dùng được bình thường ha. Dùng cho cả Camera Raw nữa, mình có hai phiên bản luôn, các bạn có thể tải về thoải mái. Và để mua cái bộ này, giá nó là 199k. Các bạn click vào cái link ngay phía dưới phần comment hoặc phần description của video này, các bạn sẽ thấy cái nó sẽ nhảy qua cái chatbot bên Facebook của mình, bên fanpage, để các bạn thể tham khảo và có thể thanh toán ở đó luôn. Ngay khi thanh toán xong, mình sẽ gửi qua mail cho các bạn. Và lâu lâu, có thể là hàng tháng, thì mình sẽ dựa trên những cái yêu cầu của các bạn về vấn đề sửa lỗi, nâng cấp thêm hoặc là tạo ra những cái preset theo yêu cầu của các bạn ha. Mình sẽ nâng cấp lên hàng tháng kiểu thế. Ví dụ tháng nào bận quá thì mình có thể rời sang tháng sau kiểu vậy. Đó, thì đó là cách làm việc của cái bộ Pro Reset này. Và đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.